chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng và trang web xe đạp hải phòng.com. Trong những cái thời gian trước thì mình đã có rất là nhiều những cái video mà hướng dẫn các bạn sửa chữa, tự mình sửa chữa hoặc là bảo dưỡng chiếc xe đạp thể thao của các bạn tại nhà. Với rất là nhiều khán giả xem cái kênh xe đạp Hải Phòng của mình thì đã comment rất là nhiều cái ý tưởng làm video, và một trong số đó là rất là nhiều khán giả muốn biết là cái cách mà cảo cái đùi hoặc là hay là còn gọi là cái giò đĩa của cái xe đạp thể thao thông dụng ra bằng cách nào. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách tháo đùi hay là còn gọi là cảo đùi đĩa của xe đạp thể thao ra. Xin mời các bạn theo dõi. Thì để cảo được cái đùi của xe đạp thể thao thông thường ra thì chúng ta cần có hai thiết bị, đó là một thiết bị dụng cụ là van đùi. Van đùi và một cái cà lê 16. Cái cà lê 16 này để vừa vào cái van đùi này, hoặc còn nếu các bạn cái van đùi của các bạn mà dùng cái cỡ cà lê khác thì các bạn dùng cà lê khác. Tóm lại là cái cà lê này chỉ để quay cái van đùi mà thôi. Thì với cái van đùi này thì nó sẽ có hai đầu, và cái đầu lõm đây là ốc 14, là để cho mở cho chính cái con ốc to ở đây luôn. Chúng ta tiến hành cắm cái đầu lõm này vào con ốc này để mở con ốc này, và chúng ta dùng cà lê 16 mở ra, mở ngược theo chiều kim đồng hồ để mở con ốc ra. Đấy, như các bạn thấy là mình đã mở được con ốc này ra, con ốc này sẽ giữ đùi. Thế nhưng mà cái cơ cấu là cái trục và cái đùi nó hình côn, nên là khi mình mở được con ốc này ra thì cái trục nó chưa ra được đâu. Cái trục nó bây giờ nó chưa thể ra được, bởi vì nó cái trục nó hình côn nên nó đang mút, rất là mút cái đùi vào. Và mình phải dùng ngược cái đầu còn lại là cái đầu vam, cái đầu cảo đây. Cái đầu cảo của cái đùi đây, và mình sẽ vặn hết về phía ngược chiều kim đồng hồ để cái nhĩ này nó không chạm vào cái trục. Rồi sau đó là mình vặn cái cái phần đen này vào đùi. Nguyên lý của nó sẽ là cái đen này sẽ được vặn vào đùi, và khi chúng ta vặn cái trục ở đây thì nó sẽ đẩy vào trong lõi của trục, và nó sẽ cảo cái đùi này ra, đẩy ra khỏi trục. Đấy. Bây giờ chúng ta tiến hành vặn vào. Các bạn chú ý chỗ này vặn là phải vặn thẳng với trục, và cảm thấy nhẹ nhàng, vặn nhẹ nhàng là đúng. Và vặn xít, vặn kịch vào bên trong. Chú ý đừng để lệch gen ở bước này. Và chúng ta tiến hành vặn kịch, vặn thật xít cái bộ phận màu đen này vào. Sau đó chúng ta mới vặn cái nhĩ này vào. Vặn cái nhĩ này vào. Ở cái bước vặn nhĩ này vào thì khá là lặng. Các bạn cần dùng nhiều sức ở bước này. Nhưng mà chỉ cần vài vòng gen là chiếc đùi nó vẫn sẽ được lấy ra thôi, rất dễ dàng. Ok, như vậy là đã ra. Đấy, nguyên lý là cái bộ phận màu đen đây nó sẽ được cố định chặt vào đùi, còn cái ti này sẽ vặn sát vào, càng vặn sát thì nó càng đẩy vào cái trục đây, và nó sẽ nhấc, nó đẩy cái trục ra khỏi cái đùi này thì cái đùi sẽ được rời ra. Thế tại sao mà cái đùi nó lại chặt được vào cái trục mà khi tháo ốc ra rồi nó vẫn cứ chặt? Bởi vì là ở đây các bạn thấy là cái trục nó hình côn,
khi mà mình vặn ốc vặn chặt rồi thì nó sẽ có độ mút, rất là mút, độ mút vào cái trục này nên là cái đùi được giữ chặt như này. Còn bây giờ thì chúng ta lấy ra hoàn toàn dễ dàng rồi, nhưng mà khi mà nó mút ở đây thì nó sẽ rất là chặt. Ok, như vậy là mình đã cùng các bạn hướng dẫn các bạn tháo được cái trục thể thao ra. Còn cái vấn đề mà khi mà lắp vào thì chúng ta đặt xong đối diện với cái đùi bên kia. Nhiều bạn lắp này là ngược ấy. Đối diện với cái đùi bên kia và chúng ta đặt vào. Chúng ta tiến hành vặn ốc. Đây, chúng ta bây giờ đang lắp vào. Vặn ốc xuôi chiều kim đồng hồ. Và quay ngược cũng dùng cái đầu còn lại của cái vam này chúng ta vặn ốc vào. Và chúng ta cũng dùng cà lê để ok. Như vậy là cái đùi đã chặt. Như vậy chỉ với hai dụng cụ, một là cái vam đùi và cái cà lê để vặn cái vam, chúng ta đã có thể tự mình để tháo được một đôi đùi. Và bên này đùi bên này là đùi bên trái, và các bạn làm tương tự với đùi bên phải, hoàn toàn giống. Là nếu các bạn làm theo video hướng dẫn là các bạn có thể tự cạo được cái chiếc đùi xe đạp tại nhà của mình. Nếu các bạn quan tâm đến sửa chữa xe đạp thể thao và các loại xe đạp thể thao Nhật cũ thì hãy ấn like video để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Và các bạn muốn mình hướng dẫn sửa chữa cái bộ phận chi tiết gì của xe đạp thể thao thì mời các bạn hãy comment bên dưới để mình có ý tưởng để làm những video tiếp theo. Và các bạn hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới ra nhé. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.